tiếp theo được gửi đến bác sĩ là của bạn Mỹ Phương đến từ Hà Nội. Thưa bác sĩ, sau khi sinh em bé thì tôi bị giãn da vùng bụng và đùi. Tôi định điều trị giãn da bằng tia laser nhưng khá tốn kém. Bạn tôi có khuyên dùng kem paprika để điều trị giãn da. Xin hỏi tôi có dùng sản phẩm này không và có phản ứng phụ không? Xin cảm ơn bác sĩ. Tôi nghĩ rằng là những vấn đề của chị em phụ nữ sau khi sinh đó là những vấn đề không phải một mình bạn ấy, và rất nhiều người mắc phải. Sau khi sinh em bé rồi thì cái dấu hiệu của vòng hai chúng ta có vấn đề để giãn da rồi chảy xệ, và khi như vậy thì mỗi khi chúng ta đến muộn đi làm và đi công sở thì nhiều chị em chúng ta cảm thấy rất là mất tự tin. Vậy thì làm thế nào để lấy lại cái móng vóc dáng của mình thì chúng ta sẽ điều chỉnh chế độ ăn cân đối. Khi chúng ta cứ điều chỉnh chế độ ăn cân đối, người ta cứ dùng sản phẩm chúng ta massage đủ thôi, thì chúng ta cũng sử dụng cái chế độ ăn cân đối đủ của nhóm thì cái tác dụng của nó cũng sẽ hạn chế rất nhiều. Và thứ hai nữa là bạn cũng duy trì một cái chế độ tập thể dục nhất định, vì cái tập thể dục rất là quan trọng, ví dụ như yoga chẳng hạn, hoặc là ví dụ như các là đi bộ trên máy, hoặc là đi bộ ngoài trời chẳng hạn, hoặc là những động tác ví dụ như là một số cái phương pháp thể dục khác, ví dụ như aerobic chẳng hạn, hoặc là một số cái phương pháp nếu bạn có thể ra khiêu vũ chẳng hạn, đấy là những cái động tác mà hoàn toàn giúp cho tăng cường cái sự đàn hồi cho làn da, rất hỗ trợ rất là tốt. Ngoài cái điều đó ra thì tôi nghĩ rằng bạn nên sử dụng một cái sản phẩm tương thảo dược để làm sao nó an toàn nhưng lại cũng hiệu quả. Thì một trong những cái sản phẩm ở trên thị trường chúng ta sử dụng cái sản phẩm Babolica. Tại sao chúng tôi lại tin dùng cái sản phẩm Babolica này? Bởi vì cái sản phẩm của nó dẫn xuất hoàn toàn từ thảo dược. Chúng ta biết là trong thành phần của sản phẩm nó có tinh chất lá tre, và trong kia tinh chất lá tre này có chứa đến 70% thành phần collagen tự nhiên, nó giúp cho tăng cường cái sự đàn hồi của làn da. Ngoài cái thành phần của silica trong tinh chất lá tre này ra, nó còn có thành phần như là tinh chất của hồng hoa, hoặc là đặc biệt là thành phần megin sulfonamide chẳng hạn, hoặc ví dụ như muối chẳng hạn, vừa giữ độ ẩm của da vừa tăng cường sự đàn hồi của làn da và chống oxy hóa. Điều này rất là tuyệt vời để giúp cho chị em. Mỗi khi chúng ta xoa bóp cái massage xung quanh cái vùng bụng chúng ta 50 vòng cùng với cái sản phẩm thì nó tăng cường nhấm sâu cái sản phẩm ở trong da và cũng tăng cường chức năng tiêu hóa cho mỗi chị em, và cũng tăng cường trả lại cái sự săn chắc cho vòng hai. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta kiên trì chế độ ăn, chế độ tập luyện và sử dụng cái sản phẩm Babolica một cách thường xuyên thì cái hiệu quả sẽ đạt được. Vâng, xin cảm ơn lời hữu ích của bác sĩ.